Đây, nhờ bao ấy xin giúp em. Nhà cũng thắc Tàng gửi một cái số bánh răng Tàng như vậy không? Nhà đã bị luôn rồi, toàn là lỗi không. Đây, phải mua những bánh răng của mấy quán về. Đây, bánh răng mình mua nè. Đây ha. Bánh răng mình mua nên nó không có dầu trong, có mỡ bò ha. Còn bánh răng này nè, bị hư nè, toàn bộ hư hết, phải thay. Đây, không tin nè, lấy cái này ra, cho cái này vô. Rồi, bỏ lên nè. Cũng kêu, y như nhau. Còn gửi cái hư không? Rồi, bây giờ phải lấy ra, cho cái mới vô nè. Cái này là mua nè, à, hàng mua, mua về thay cho mấy cái hư chứ không có bán. Bán cái này ai mua? Đó, được tra dầu vô. Tra dầu vô ha, rồi cái này hư nè, để riêng ra ha. Bây giờ nè, cho sản phẩm lên hết liền, có bị kêu gì nữa đâu. Ok, toàn bộ luôn, nguyên một vị đang không hư hết, còn nhiều lắm. Cái này chỉ là một vị thôi, còn cắt hết rồi, tào lao vậy đó. Cái này là mua, mua này.